Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách tính bảo hiểm xã hội. Đôi khi mà mình nhận một lần thì nó bao nhiêu tiền? Thì mình có tổng hợp cái file sẵn rồi, các bạn nào cần thì cứ để lại mail để mình gửi cái file này cho các bạn. Mà trước khi để các bạn sử dụng cái file này thì các bạn phải hiểu được bản chất. Mình sẽ nói sơ qua cho các bạn hiểu. Hồi trước mình cũng có làm một clip là mình tính về cái lương hưu sau khi mà mình không làm nữa, mình đóng bảo hiểm nhưng mà mình không rút một lần, mình để mình nhận lương hưu. Thì lúc đó mình cũng có làm clip rồi, up lên kênh trang nào cũng chả nhớ nữa. Thôi để bây giờ mình làm cái clip mình giới thiệu về hướng, giống như mình cũng hướng dẫn các bạn cách tính cái bảo hiểm xã hội một lần khi mà mình có nhu cầu, mình không làm công ty nữa, mình ra mình kinh doanh hay là trúng số mình muốn làm công ty nữa, là mình muốn lấy bảo hiểm một lần nhưng mà mình đang phân vân là không biết là nó bao nhiêu tiền. Hay là các bạn đang vẫn làm công ty mà hiện nay bảo hiểm xã hội các bạn nó đã cho lưu lưu cái quá trình tham gia bảo hiểm trên điện thoại á, thì các bạn có thể là tải cái file này về, xong cái các bạn mở điện thoại lên, các bạn vào cái quá trình tham gia đó, các bạn click click rồi các bạn điền điền thông tin từng tháng, giống như mình điền thứ này các bạn, đây mình điền thứ cho một người này các bạn, đó quá trình tham gia mình điền thứ cho một người á, thì đã nó ra là cái tiền mà nhận được thời gian đóng từ năm 2020 2012 tới nay thì nhận được là 119 triệu 184.792 đồng. Thì đấy mình sẽ giới thiệu sơ qua về cách tính như nào. Thì này nó có cái mức điều chỉnh này các bạn. Thì cái này là nhà nước nó quy định cho mình, còn chứ không phải mình quy định nha các bạn, nhà nước quy định mức điều chỉnh này. Thì đây nó có nhiều năm, mỗi năm nó sẽ điều chỉnh khác nhau. Trước năm 1995 á, thì nó cố định là 5,01, muốn điều chỉnh các bạn 5,01. Rồi những năm tiếp theo là từ năm 95 tới năm 2021 thì mỗi năm nó có một cái mức điều chỉnh khác nhau. Tại sao mình lại nói các bạn mức điều chỉnh này? Tại vì mức điều chỉnh này nó có ảnh hưởng tới cái số tiền mà các bạn nhận được một lần. Tại vì cái mức điều chỉnh này nè bạn, cái mức bình quân tiền lương nó bằng lương đóng bảo hiểm xã hội nhân với số tháng đóng lương đóng bảo hiểm xã hội. Ví dụ tháng đó các bạn đóng 5 triệu hay là 6 triệu, 7 triệu gì đó là lương đóng bảo hiểm xã hội nha các bạn, chứ không phải là lương các bạn nhận đâu nha. Lương đóng bảo hiểm xã hội mà công ty nó đóng cho mình á, mình đóng 11% rồi công ty đóng thêm bao nhiêu nữa đó, đóng thêm hai mấy phần trăm gì đó, 22,5% á, thì mức bình quân tiền lương nó bằng với lương đóng bảo hiểm xã hội nhân với số tháng đóng nhân với mức điều chỉnh, là mức điều chỉnh đây này các bạn đó, mức điều chỉnh đây, mức chỉnh mình đã để sẵn rồi, mỗi năm nó có mỗi sự thay đổi do nhà nước quy định chia cho tổng số tháng đóng thì nó ra mức bình quân tiền lương. Sau khi mà mình tính ra mức bình quân tiền lương rồi, đây là ví dụ như mình đã nhập cái nó ra rồi là 6 triệu 272 ngàn, thì tính cái mà cái trợ cấp thôi việc một lần nó như nào thì nó bằng trợ cấp thôi việc một lần này, nó bằng 100 năm nhân với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội trước năm 2014 nhân với mức bình quân tiền lương, là cái này các bạn, mức bình quân tiền lương mà lúc mình tính ra cộng với 2 nhân với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ năm 2014 cho về sau này nhân với mức bình quân tiền lương đó. Thì để mình giải thích chỗ này các bạn hiểu, thì nhà nước mình đã quy định là từ năm 2014 trở về trước thì cái hệ số là 100 năm các bạn, cái hệ số quyết định là 100 năm, nhưng mà từ năm 2014 trở về sau thì cái hệ số nó là 200,
nó khác nhau như vậy, nên nó có sự phân biệt. Đây, có một trang để mình lên mở trang này, đây trang Luật Việt Nam các bạn. Ở đây thì nó cũng có nói này. Rồi. Này, 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước, cho những năm đóng trước năm 2014 và 2002. Cái đây là cái số tháng mà nhà nước quy định cho các bạn. Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 cho đây. Đó. Rồi, là nó khi sau khi mình tính ra mức bình quân tiền lương thì mình thấy cái lấy cái này nhân ra thì nó ra số tiền tổng tiền trợ cấp nhận một lần. Nhưng mà các bạn nhớ này, cái bên này nè các bạn, ví dụ các bạn đóng năm bao nhiêu thì các bạn nhập vô đây. Đây mình nhập nè, mình nhập từ năm 2012 này đó, mình nhập 2012 2012 này các bạn, thì tới nay là 2021. Này tháng này bị Covid thì nó giảm xuống này. Cái này mình nhập số thực tế nha các bạn, mình mở số bảo hiểm ra mình nhập á các bạn, và lưu trên điện thoại mình nhập á, chứ không mình nhập số tao làm biết đâu đâu. Năm 2012 tới nay này thì nó đang, các bạn thấy không, trước năm 2014 là các bạn được 2 năm này, nó tính ra luôn, mình tính ra luôn cho các bạn này đó. Đây này là được 2 năm trước năm 2014 này, được 2 năm này, 19 tháng này, 19 tháng là được 2 năm. Tại vì biết sao không? Nó lớn hơn 6 tháng là nó tính 1 năm cho các bạn, mà nhỏ hơn 6 tháng là nó tính nửa năm. Nên là 19 tháng này là nó tính được 2 năm rồi. Đó. Còn từ năm 2014 cho đây là 8 năm. Đó. Nếu như mà không có, ví dụ trước năm 2014 thì không có thì thôi, không có thôi, nó cũng vẫn ra vẫn tính ra bình thường. Các bạn cứ nhập đúng, các bạn mở số hiểm lên, các bạn nhập đúng số tháng mình đóng là nó ra. Ví dụ như đây, để mình nói chỗ này cho các bạn hiểu. Ví dụ như các bạn đóng đây tháng 6 năm 2013 đây, đến tháng, ví dụ tháng 6 năm 2012 đây, đến tháng 6 năm 2013 thì các bạn nhớ là các bạn 6 tháng, các bạn khi các bạn nhập vô, các bạn phải nhập 6 tháng cho năm 2012 và 6 tháng cho năm 2013 nha. Tại vì mỗi năm hệ số nó khác nhau, các bạn không thể nhập chung được. Cái này một năm này các bạn mình chia ra ba ô này, biết chưa? Thì thường á, một năm các bạn có sự điều chỉnh cái mức lương nó khác nhau. Ví dụ như đây này, cái đây là tham gia 8 tháng, là ví dụ mình làm từ tháng 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 4 đây, tháng 4 là mức lương, tháng 4 đây, tháng 4 là mức lương là 1 triệu 6 đây, nhưng mà qua tháng tháng 5 cho đi ấy, đến tháng 12 á thì 7 tháng còn lại á, thì nó 7 tháng còn lại thì nó là mức lương 2 triệu 1. Ở đây là cột số tháng đóng nha các bạn, còn cái này là lương đóng bảo hiểm xã hội, mức lương đóng, còn này số tháng đóng. Các bạn nhập đây, thường một năm nó chia ra ba quý, nhưng mà nhiều công ty thì nó tăng bất thường. Ví dụ như có công ty thì nó tăng tháng 6 với một mức lương đóng khác, nhưng mà qua tháng 8 một mức lương đóng khác, nên các bạn những tháng nào mình một mức lương đó thì các bạn nhập vô đây. Đây là số tháng đóng. Ví dụ đó, đây mình nhập là mình cho cái này đi, mình sẽ nhập qua bên này, mình nhập thực tế cho các bạn coi nha. Các bạn nào khi nào ví dụ nhập mà nó bị gì thì có thể các bạn, khi mà mình gửi cái file này cho các bạn á, các bạn nhập mà nó có bị lộn hay nó bị không hiểu chỗ nào thì cứ comment với video, mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Cứ không hiểu chỗ nào cứ comment đi, mình sẽ giải thích cho. Nếu ví dụ mình tính của ông này rồi, tính của ông này nè, ông nói này, ông A thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, thì đây nó tính ra luôn này các bạn, tháng 10 đến tháng 12 năm 2017 là mức lương,
4 triệu đồng. À, lộn, 4 triệu rưỡi. Lương 4 triệu rưỡi nha các bạn. Lương 4 triệu rưỡi này. Từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 12 là 3 tháng, tháng 10, tháng 11, tháng 12, 3 tháng. Đó. Mình nhập chỗ đây. Năm 2017. 2017 đâu? Rồi, 2017 này. Từ tháng 10 đến tháng 12, 3 tháng mà nhập 3 tháng. Mức lương là 4 triệu rưỡi. Lương của ông là 4 triệu rưỡi này. Ừ. 450000 đó, 4 triệu rưỡi. Rồi tiếp. Tháng 1 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019. Thì tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2018 là 12 tháng. Mình tách ra nha các bạn, tại vì từ năm 2018 này đến năm 2019 này đó là hệ số 2 năm nó khác nhau. Nên mình lấy từ tháng 1 tới tháng 12. Đó, từ tháng 1 tới tháng 12 của năm 2018. Mình nhập vô. 18 này, 12 tháng này. Mức lương là 5 triệu. Một, hai, ba, hai, ba, đó, 5 triệu. Rồi. Tháng, còn năm 2019 là từ tháng 1 tới tháng 3. Từ tháng 1 tới tháng 3 nó còn 3 tháng vẫn là mức lương 5 triệu đó, thì nhập cho năm 2019 là 3 tháng này, mức lương 5 triệu này. Rồi tiếp tháng 4 năm 2019 không, tháng 3 thì mức lương khác nhưng mà qua tháng 4 cái là mức lương khác không đó, là 5 triệu rưỡi đó, mình nhập 5 triệu rưỡi nhập vô đây. Một tháng tháng 4 một tháng thì nó một tháng 5 rưỡi này, 5 rưỡi đó thì nó sẽ ra này. Trước năm 2014 là không có tháng, là con không có năm nào hết, sau năm từ năm 2014 cho đây là 2 năm này đó, nó sẽ tính ra này là mức bình quân tiền lương là 5 triệu 2 và tổng trợ cấp thất nghiệp một lần là 20 triệu 961.053 đồng. Cho mình coi thử bên bên của thành 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 là nó tính ra thử đúng như số mình tính đúng nha các bạn. 5 triệu 240 ngàn, 5 triệu 240 ngàn 263 đồng, 5 triệu 240 ngàn 263 đồng. Rồi đây đâu rồi, 20 triệu 961 ngàn 052 đồng đó, 20 triệu 961 ngàn 153 đồng đó, là nó chính xác nha bạn đó. Rồi đúng đúng, nó là phải 20 triệu 960 ngàn 052 đồng, 052,6 đồng đó. Rồi thêm chữ xấu nha, mà mình làm tròn khoảng này hoặc đó, nó ra lộn, làm tròn khoảng này đó, nó ra 53. Ừ. Cho bên này thì nó làm tròn thuộc lại là 52 đồng hoặc nó mất thêm là 0,000 đó, tại mình làm tròn hay không thôi. Ừ. Rồi thì mình sẽ các bạn cứ muốn lấy cái file này thì các bạn cứ để lại email ở dưới mình sẽ gửi cho. Ừ, các bạn nhớ ủng hộ mình, đăng ký ủng hộ mình vui vẻ. Không đăng ký thì cũng vẫn để mail mình vẫn gửi, không sao hết. Nếu mà đăng ký thì mình có động lực làm tiếp những video tiếp theo. Còn cái bên này là cái lương hưu thì các bạn sẽ coi lại cái video mình đăng đặt trước, cách tính lương hưu. Tại vì có hai cái khi bảo hiểm mình đóng thì có một cái là mình nhận, một là mình né mình nhận lương hưu về già, hai là mình nhận một lần. Thì cách tính lương hưu thì mình cũng tính rõ ràng chi tiết. Cái này mình tính lâu rồi bạn, cái này mình chưa chưa lại, nhưng mà cơ bản mình làm cái này lâu rồi, cái này mình cũng làm nó nhiều năm lắm, làm tới năm dài lắm, thành các bạn cứ tha hồ nhập không có sợ mà ấy. Cái này mình làm từ năm 2018 sao bây giờ hệ số nó vẫn y chang vậy, nó chưa thay đổi, 18 19 gì đó, hệ số nó y chang vậy, nó không nói. Cái bên này thì nó phức tạp hơn tại nó chia ra nhiều trường hợp lắm.
trường hợp đối với trường hợp là các bạn cứ theo dõi video đó cho nó chi tiết là các bạn sẽ hiểu. Còn cái bên này thì nó cũng cơ bản có gì hết, mức điều chỉnh thì nhà nước quy định khi cần nhập số tháng đóng, số tháng đóng rồi lương đóng bảo hiểm xã hội là nó ra thôi, nó tự động tính ra thôi. Các bạn cứ chỉ cần nhập số tháng đóng như này này, các bạn chỉ cần quan tâm nhập số như này thôi, tháng đóng như này thôi, nhập cho đúng là được. Là tự động nó ra thôi, tự động nó ra thôi, không cần làm gì hết đó, cái game nó tính sẵn hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình, xin chào và hẹn gặp lại.